cái con đại bàng. Đại bàng đi chậm chậm coi, lẹ lên xẻ ơi, mày thua ba vòng nó nhục nhã. Chậm chậm coi. Thôi thôi thôi. Chào đón quý vị đến với game ba của tôi yêu chợ Việt, trò chơi có tên dễ thương đôi chân dài. Em vừa nói nơ đôi chân dài em dơ ra nguyên chợ người. Chợ không có thương yêu vậy em hết trơn, trời bị vậy em dơ đôi chân dài ra mà có cố gắng ngủng à, tức dễ sợ, cho nên em thấy vậy em lén lén làm hai cái lon. Đó, ai được guốc này bây giờ mình sẽ mang lên đây ha. Ví dụ mà mấy chị rớt cái lon té xuống chỗ nào thì mấy chị có quyền đứng lên chỗ đó. Dạ, đi vòng tròn một vòng, sau đó lòn qua cái này, đó, lòn qua bên đây. Mấy chị lên trên đây, mấy chị vớt chai nào để ra bàn, vớt để ra bàn là mấy chị thắng. Đi, đúng rồi, đi hết vòng, đi nữa, đi vòng nữa, đúng rồi, đi lẹ. Nhớ chưa, rồi, đi qua bên kia. Đội nào nhiều cái ly hơn là đội đó thắng nha. Đi lên nhiều cái chai hơn là đội đó thắng. Rồi, nhảy xuống liền, chạy về, lẹ, đi. Bỏ xuống, bỏ lên bàn. Lẹ lẹ lẹ. Trời ơi, lẹ lên. Đừng có vịnh vô cái vòng, vịnh vô cái vòng mất công nó lâu. Rồi lẹ lên vớt cho nó bấm liền. Đứng lên đằng bề bình tĩnh. Rồi, bỏ qua. Bỏ lẹ lên bàn thảy đi, chạy. Rồi đi tới lẹ lẹ chị ơi. Chai bự không lấy lấy chị. Trời ơi, ghê. Rồi đó, kỳ này phải thắng lên nha. Rồi canh bên này đi, cho anh ta đi đúng vòng không? Đứng lên lại, bình tĩnh. Quéo cái chân lại, lẹ lên chị, mình đang thắng rồi đó ơi. Đó, đi ngay chỗ cái tròn tròn á, tròn tròn này. Đó, đó, cái mũi chân, cái lòng bàn chân mới đứng được. Lẹ lẹ. Rồi đứng lên cái vòng. Lẹ chạy lẹ. Ê nó nghe nào, bây giờ tôi chậm chậm coi tụi bay. Hồi nãy thấy tụi bay thua rồi, sao giờ tụi bay thắng luôn vậy? Trời đất ơi, đi chậm chậm coi. Cho ta thắng vòng coi. Cái đứa để đó tôi đẩy mấy đứa xanh rồi cho nó té, cho nó thắng hoài. Mà đi chậm chậm coi mấy cái con đại bàng. Mấy cái con đại bàng. Đại bàng đi chậm chậm coi. Lẹ lên xẻ ơi, mày thua ba vòng nó nhục nhã. Chậm chậm coi. Thôi thôi thôi. Chơi gì mà nó chơi quá hay vậy mấy cái đứa này. Nó chơi gì mà chơi quá trời hay. Quá trời hay. Quá trời hay à. Trời đất ơi, mày giả bộ mày té coi. Bộ té coi. Không té luôn. Bên đây nó nhường đó, nó đi chậm như quỷ luôn rồi nè. Nó nhường rồi nè. Hai bốn sáu tám chín. Hai bốn sáu. Ủa đỏ về trước hả? Đói đỏ ta. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.